Tấm thân bé nhỏ thân chào các bạn, rất vui khi các bạn quay trở lại với kênh Đam mê cuộc sống vlog của mình. Hôm nay mình làm cái video chia sẻ cái cách tự sửa cái con máy nước nóng của nhà mình các bạn nha. Thì ở đây là một cái con máy nước nóng Ariston. Đây là cái loại máy được tích hợp thêm bơm tăng áp các bạn nhé. Thì trường hợp của nó là máy có nguồn nhưng không nóng. Thì ở đây các bạn thấy mình check nè. Lúc mình mở nước lên thì nó không có nóng, nó chỉ báo cái đèn là có nguồn thôi. Nó có ba cái đèn, một cái đèn phía trên là đèn của máy bơm, một cái đèn ở giữa là đèn của nguồn và một đèn phía dưới là đèn của cái buồng đốt. Mà lúc mình bật nước lên thì bơm không chạy, nước thì không nóng. Thì mình sẽ chia sẻ cái cách khắc phục cái con máy nước nóng có nguồn nhưng không nóng các bạn nhé. Thì ở đây các bạn, bước đầu tiên thì để bắt tay vào sửa chữa thì mình sẽ vệ sinh sơ cái bo khiển của con máy nước nóng này. Thì thường những cái dòng máy có tích hợp bơm tăng áp mình sử dụng thì thời gian cái bụi than của con bơm tăng áp nó sẽ bám vào cái bo khiển. Thì để đảm bảo an toàn thì mình sẽ vệ sinh sạch cái bo khiển trước khi sửa chữa cái con máy này để hạn chế trường hợp bị chạm chập các bạn nha. Thì ở đây là một loại máy nước nóng vừa được tích hợp bơm tăng áp và vừa có chế độ chống giật. Các bạn để ý một số cái dòng máy nước nóng nó có ghi cái ký hiệu chữ LCB, là ý nghĩa là viết tắt của từ tiếng Anh là chống giật nên các bạn. Thì mình sẽ vệ sinh thật là kỹ về mặt trên và mặt dưới của con bo máy nước nóng này. Thì thường các cái lỗi thường gặp ở máy nước nóng là nó thường là có nguồn không nóng hoặc là có nguồn nước nóng luôn nhưng mà nó nóng rất là nhiệt độ nóng rất là cao, không có giảm được. Chỉ cần mình chỉnh cái núm sơ qua một nấc thôi là nó nóng, mình không thể tắm được, có thể là bỏng người luôn. Đó, thì một số trường hợp và một số trường hợp thì hỏng buồng đốt rất là nhiều. Thì đó là một số cái bệnh mà mình thường gặp nhất trong quá trình sửa chữa cho khách các bạn nhé. Thì thường những cái dòng máy nước nóng các bạn để mà các bạn sử dụng tiết kiệm điện thì các bạn bật chỉnh cái volume nhiệt độ vừa hơi nước hơi ấm ấm thôi cho khỏi đỡ phải lạnh. Thì các bạn tắm ở nhiệt độ này thì nó khá là tiết kiệm điện. Còn mà các bạn tắm ở nước hơi nóng thì một chút xíu thì nó rất là hao điện các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ check lại một lần nữa và mình kiểm tra xem cái nguyên nhân là nó hư vì cái gì. Thì rõ ràng mình khi mình cấp nguồn vào và mình mở lên, bây giờ mình sẽ đưa cục 500 vào. Thì mình đưa vào cục 500 vào thì máy nó hoạt động bình thường các bạn nha. Mình sẽ check lại lần nữa cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy không? Khi mình đưa cục 500 đến gần cái công tắc từ thì máy nó sẽ hoạt động. Hai đèn, đèn bơm và đèn của hoạt động của buồng đốt nó sáng lên. Thì chứng tỏ ở đây là nó bị hư cục 500 các bạn nhé. Thường cái công tắc từ thì nó ít khi hư lắm các bạn. Lý do là cái công tắc từ nó nằm phía bên ngoài. Còn một số bạn là thắc mắc là tại sao mà 500 ở đây là 500 vĩnh cửu nhưng nó vẫn hư. Nguyên nhân là do
cái nam châm của các bạn á, sử dụng lâu ngày nước nó bị thẩm thấu, nó bị ẩm mốc ở phía bên trong nên nó không có thể tác dụng từ với cái công tắc từ được các bạn nha. Thì để tháo được cái nút gài giữ cái nam châm này thì các bạn nên chọn một cái con vít hơi lớn một chút xíu. Ở đây thì mình con vít của mình hơi nhỏ, chắc là mình phải kiếm một con vít lớn hơn. Con vít hơi nhỏ thì rất là khó khăn cho mình khi mà mình làm một tay các bạn. Ở đây là mình vừa quay vừa làm nên nó hơi hạn chế cái cảnh quay, các bạn thông cảm cho mình nha. Thì ở đây nếu như các bạn có cái con vít lớn á, đây thì ở đây mình sẽ kiếm được con vít lớn rồi. Thì các bạn dặn vào hai dòng, sau đó các bạn kéo nhẹ ra, kéo nhẹ lắc 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 lắc, kéo nhẹ lắc qua lắc lại nhẹ thôi thì nó sẽ ra các bạn nha. Thì lúc các bạn kéo ra thì các bạn để ý giùm mình là cái đầu của cái nam châm người ta đặt như thế nào, thì lát nữa mình thay đúng như vậy nha các bạn. Thì ở đây chính là cái cục nam châm. Thì các bạn thấy không, cái cục nam châm nó bị thẩm thấu, nó bị nước nó vào bên trong nên là cái cục nam châm nó đen cả hai đầu luôn, nó rất là đen luôn các bạn. Các bạn thấy chưa, cái cục nam châm nó đen hai đầu luôn, nên là chính vì nó đen như thế này, nó thẩm thấu nên nó không có tác dụng từ được với cái công tắc từ ở bên ngoài được. Thì bây giờ mình sẽ thay một cái công tắc từ khác các bạn nhé. Thì ở đây là một cái công tắc từ mình đã chuẩn bị sẵn và mình sẽ thay vào, sau đó mình check cho các bạn xem. Thì thường máy nước nóng nó bị lỗi hư nam châm rất là nhiều các bạn nhé, khá là nhiều luôn. Và một số bạn thì biết cái lỗi này rồi nhưng mà không biết làm sao để tháo cái cục nam châm ra, thì các bạn nhớ là dùng cái con vít các bạn tháo các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cục nam châm vào, thì mình tháo ra như thế nào thì mình lắp vào đúng như vậy nha các bạn nha, không được để ngược cục nam châm. Các bạn để ngược cục nam châm thì nó tác dụng lúc mà nó hoạt động á, nó tác dụng từ rất là kém nên là nó dễ bị nhiễu hoặc là lúc có lúc không các bạn nha. Và ở đây thì mình lưu ý các bạn là một số cái con ốc này thì các bạn siết vừa tay thôi, các bạn siết nó sẽ bị gãy. Bây giờ mình sẽ tắt máy, mình nhấn nút test, mình xem thử máy có tự động ngắt khi bị rò điện hay không, và mình xả nước cho nó chạy qua cái buồng đốt, sau đó mình mới thực hiện test máy. Thì các bạn thấy không, sau khi mình mở nước lên thì hai cái đèn, một cái đèn của máy bơm và một cái đèn của buồng đốt nó sáng lên, và cái dòng ampe là 15 ampe, nước thì nóng ok các bạn nha. Thì mình lưu ý các bạn lúc các bạn test các bạn nhớ xả nước cho nó đầy cái buồng đốt mới thực hiện quá trình test máy các bạn nha, để hạn chế trường hợp bị đứt buồng đốt. Thì đối với cái trường hợp ở đây là mình đã tắt cái công tắc của máy bơm, thì chỉ còn là một cái đèn của buồng đốt và một cái đèn nguồn, thì dòng của nó là lên 15 ampe. Còn lúc mình mở cả máy bơm luôn thì dòng nó lên 15,5 ampe, chứng tỏ là con máy bơm này là hết 0,4 ampe các bạn nha, khoảng tầm 40W. Nếu như nước ở nhà của các bạn mà đã mạnh rồi thì các bạn nên tắt con bơm này đi, không nên sử dụng. Bởi vì các bạn sử dụng nó rất là ồn và rất là dễ hỏng máy của các bạn. Sau thời gian sử dụng lâu dài thì lúc các bạn sử dụng lâu dài á, thì bơm nó sẽ chạy và cái mọt than nó sẽ bám vào cái bo khiển của máy nước nóng, nó dẫn đến là cái bo của các bạn nó dễ bị chàm chập và nó làm cho hỏng bo các bạn nhé. Thì bây giờ mình đã lắp cái mặt nạ của cái máy nước nóng vào rồi,
À, như vậy là mình đã khắc phục cái con máy nước nóng như vậy là xong nhé các bạn, rất là đơn giản thôi. Thì ở đây nó có hai cái núm chỉnh, cái núm chỉnh phía trên là nó núm chỉnh của máy bơm và cái núm chỉnh phía dưới là cái núm chỉnh nhiệt độ. À, các bạn sử dụng nhiệt độ cao thì các bạn chỉnh lớn hơn chút, còn các bạn sử dụng nhiệt độ để tắm thì các bạn vặn ở chế độ nhỏ thôi. Còn ở trên máy bơm thì đối với trường hợp nước của nhà mình mà yếu thì mới mở bơm, còn nước mạnh thì không cần các bạn nha, nên tắt. Thì mình test các bạn thấy không, là khá là ok các bạn ha, đèn sáng và nước thì nóng, đèn nguồn, đèn của máy bơm và đèn của bình đốt. À, thì video của mình đến đây là kết thúc. À, các bạn xem video nhớ chia sẻ ủng hộ mình nhé.